Sáng ngày 18 tháng 8, trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Khoảng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại tỉnh Quảng Đông, biểu tượng thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, có quan hệ gần gũi với lịch sử cách mạng Việt Nam, là nơi cách đây đúng 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước đã đặt chân đến để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là về kinh tế, quản lý đô thị, các mô hình đặc khu kinh tế, bày tỏ tin tưởng Quảng Đông sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, ngày càng phát triển giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa cảm ơn những tình cảm, sự chia buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Bày tỏ sự xúc động khi đến viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thăm di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu gìn giữ bảo tồn chu đáo các chứng tích lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Bí thư Tỉnh ủy Khoảng Khôn Minh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam lựa chọn thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đảng, hai nước. Đồng chí Khoảng Khôn Minh chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội vượt bậc, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quảng Đông với các địa phương của Việt Nam, góp phần vào bức tranh phát triển chung của quan hệ Việt-Trung. Khẳng định nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước về ủng hộ các địa phương hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Đông và các địa phương Việt Nam thúc đẩy giao lưu, hợp tác thường xuyên, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược, hoan nghênh các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Đông mở rộng quy mô đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, củng cố niềm tin hữu nghị giữa nhân dân hai nước, từ cơ sở, từ địa phương, thêm nguồn sức mạnh để quan hệ Việt-Trung ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững, lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy Khoảng Khôn Minh khẳng định, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Đông hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam, khẳng định sự coi trọng, quyết tâm và mong muốn của tỉnh Quảng Đông trong việc cùng các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới. Sáng 18 tháng 8 theo giờ địa phương, tại tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn công tác đã tới đặt hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái trong khuôn viên Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương và thăm di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, địa chỉ du lịch văn hóa của thành phố Quảng Châu,
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái, cùng tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, ý chí tự lực tự cường xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Trước khuôn viên ngôi mộ có một tấm biên lớn ghi bằng chữ Hán, lược thuật lại hành động anh hùng của liệt sĩ. Mộ phần của liệt sĩ Phạm Hồng Thái có dòng chữ Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để mỗi người dân Việt Nam khi đến Quảng Châu thăm viếng. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái sinh năm 1895, quê quán xã Hưng Nhân, nay là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một chiến sĩ yêu nước của Việt Nam, đã hy sinh tại Quảng Châu vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. Tham gia tổ chức Tâm Tâm Xã do Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong sáng lập vào năm 1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ ám sát toàn quyền Đông Dương Henry Merlin khi Merlin thăm Tô Giới xạ điện. Việc không thành, Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang tự vẫn. Sự kiện tiếng bom xạ điện đã gây chấn động báo chí và dư luận Trung Quốc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á. Trân trọng cảm phục tinh thần xả thân vì nước của đấng đại dũng Việt Nam, nhân dân Quảng Châu đã mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương, mộ hướng về Tây Nam để hồn ông luôn vọng về Tổ quốc. Phạm Hồng Thái là trường hợp liệt sĩ nước ngoài duy nhất được tôn vinh và an nghỉ ở Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, cũng là nơi an táng 72 liệt sĩ Trung Hoa hy sinh trong cách mạng Tân Hợi 1911. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại ngôi nhà số 13, nay là 248 và 250, đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1924 đến năm 1927. Trong lưu bút viết tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động bày tỏ, đoàn đại biểu Đảng Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã có những năm tháng hoạt động cách mạng, nơi đã đào tạo nên những thế hệ người cộng sản kiên trung đầu tiên của Việt Nam, nơi đã chứng kiến tình cảm quốc tế cộng sản vô tư trong sáng và tình hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó, vừa là đồng chí vừa là anh em, giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông luôn quan tâm gìn giữ, bảo tồn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Căn nhà số 13 là trụ sở của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Hội. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam với tổng số 75 người, người trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính. Năm 1971, căn nhà số 13 đường Văn Minh được Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định giữ gìn làm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Di tích thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông đã được xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Trung Quốc. Năm 2002, chính quyền thành phố Quảng Châu đã đầu tư tu sửa toàn diện di tích và khánh thành di tích vào ngày 30 tháng 4 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, Cục Văn hóa Quảng Châu đã giữ gìn và phát huy tác dụng di tích lịch sử này. Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gồm lớp học, phòng ở của các học viên, bếp và gian trưng bày các tư liệu về thời kỳ Bác hoạt động ở Quảng Châu những năm 1924-1927. Di tích là địa chỉ đỏ quan trọng cho những người dân Việt Nam tới thăm mỗi khi đến Quảng Châu, là một minh chứng sống động cho những năm tháng hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên đất bạn và cũng là hiện thân cho tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.